quả phiếu bảo hành từ năm 2020 đây anh em này. Nhìn cái tờ phiếu bảo hành này, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Đây thì con máy đây đây, anh mua 4 năm rồi, từ 2020 bây giờ 2024 rồi là 4 năm rồi. Đấy, cái lúc đấy thì anh mua con máy này 14-15 triệu, 14 triệu rưỡi. Bây giờ nó còn có mấy triệu. Dùng 4 năm rồi nên là pin nó cũng kém rồi, còn có 74% thôi. Nhưng mà thật sự là anh ấy dùng cực kỳ gìn giữ anh em nhá. Con trai nhưng mà dùng cực giữ. Dùng 4 năm rồi mà nói chung là nó vẫn có một vài cái vết xước bé thôi. Với anh ấy là làm một cái vết xước bé thôi. Còn lại ấy, về hình thức, về màn, về lưng các thứ ấy, cực kỳ đẹp luôn. Mà dùng hơn 4 năm rồi nhá, cho là 4 năm đi. Nhưng mà kể cả máy hay là phiếu bảo hành, phiếu mua hàng vẫn còn mới tinh. Còn bây giờ là cái công việc của anh ấy cần một cái con máy nó đời cao hơn, nó phù hợp hơn nên là anh mới phải đổi thôi. Chứ còn con này thì anh vẫn đang sử dụng ok, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng để mà nói ấy, dùng 4 năm mà giữ gìn máy được như mọi thứ như này ấy, thì không phải là ai cũng làm được đâu. Đến em ấy cũng không làm được. Nói chung là iPhone vẫn cứ là bền nhất, chất nhất.